quát cứ chỉ mẹ bắt cát bao nhôm bạn dây chờ nên mơ từ một nhôm em một quát cứ đôi khi bé bận mòn là ngày là cứ cột bàn cao sợ ai cứ chôm bớt chi miền dịch đây sợ bài chút khăn mình tên hay chọn đơn tham mưu là hai ai bàn chỉ cột cao hai ai bàn chỉ cột thôi chân bà bọn nào hay chơi mời video on từ ngon khnì nhôm trong gặp thằng nhôm sợ bài chỉ khăn ngon từ ngon khnì ơi là mơ từ một nhôm hay mơ một quát bà ăn khâu khnì đi là ngày đôi khi bé bận mòn về để cột cao hỏi chúng mình xin mời nào khnì sẽ bắt cùng một căn video thứ mấy đi bóng bóng nào khi em ban khi intro anh chẳng hãy lắc chung xôm dây ở hạt ở person tập bắt tới mạnh nhưng cứ có thử cao sợ tề cứ hạt phò thì mới cốt cứ quật chư ban thay quật chư thung quân pi đập pe quật chư khang pe tới quật ban sơn có tha pe để quật chia pe na quật cao sợ pe nằng nằng ấy hay à lần này còn nhưng mà sờ bài chết riêng muối cứ quật ban chia nàng ấy hay nhom bật chế sáu chiếc nong niêm nhom chỉ cầu nè nó có khi mạch trong đơn hai chữ ngữ ấy đấy để cái nạn chữ ngữ mình được cha cứ chờ nè nàng ấy cứ chư chụp chắp pin khloun mà đong chư buông mà đong chư ba cái khloun này chẳng ngân nữa nàng ấy quật thời càng ngày hot pe mạng nhom cứ quật chỉ mình được xây mình nè đài vừa càng như được lục pe thì mình phải ôn nhom nâng được thời có quật mơ quật ở thì này cái mơ phải ôn thì cứ quật nè ra rồi tặng hay phải ôn nhom từ tụi những cứ thầm mà chăn nam pin chăn nam đi khuôn quật gì mà lười xây nó cứ quật thôi ca sang ở lớp mà lười phó tiền à nhỉ bàn thản chăng á nương ngày là bên quật chư khang mình tên đấy quật bàn sơn tha bên là quật chia bên á quật cao sọ bên nằng nương ngày đập bên là ní cứ đập bên là quật thải chia ấy hay không niêm nhôm chỉ côn mà nè có chôm sờ bài chỉ khang mình tên bàn mạ chia nhưng mà mình ở rộng thời ca nhưng mà mình ở rộng sờ bài nhưng mà mình ở rộng ấy tăng ấp bên để quật chư đặt má ấp mốc sài chỉ bồn thì chỉ ấn chuỗi bờ chỉ bờ khnông bạch mốc chuỗi liệp lê chuỗi bạch mốc cần để lớn đất miền côn đập hiệp thuế đòn chuỗi mình tăng bạch mốc ở khmer chừng vậy cột mốc phải tập hòa thì chỉ ấn bờ sân chỉ prai mình tới cầm hồn nâng từ nơi song prạ vĩnh cùng cất chân ấy bờ bồn từng ngọn khnì thầm nói những điều mà sao nó khinh cọ mà sao bình mốc như thế nào dùng à sa prau chỉ mùi nằm đặt má ấp mốc ní cứ cho một là o một an mà có một là ngọc này bờ sẹp nhưng với nhóm phía trên nhóm bật về tháng ấy đừng về dục bởi vậy tam thôi tức cứ trong băng khơi là tập phao tam về ngay tìm mùi về được trong prapra một là ngọc này bà sẽ có plek na sạch mà sài chụp bồn thí chị ẩn ok một bồn là ngọc này là nếu nhóm ban vịt ở họ có đấy bóng bồn hay khơi phần này nhóm về bồn khỏi một quá hiện ham hào mà đấy bạn này thay dựng đồng phơ về để bạn quật chìa chẳng hạn nè ngày câu nơi lâu lâu này mình chẳng ai mà đại rụp na chứ thì câu nơi bị hộp lâu này bà nhớ trong chụp bà sẽ bà chết bên này cột bông ta cao hai nhưng chẳng phép tha bê ta cột cao sợ hai cứ một quát đội nhóm bằng tên hay đội nhóm thì mùi thì biết đội dây nhóm tiền nâng ấy hay bên này cột bông ta cao hai bà hay bề chỉ mới thiết là bề cột cao hói á cột anh nhóm nhầm video call mà có sự bài chết quá đó nên y nhóm chụp bóng chô nè ngay bóng cao nhóm tất cả tuần vốn ngon hình đều xa ra cột phép phim bê hay chô lấy video call mong tư nè ngay chạm lên cột lực hồi ở lần đi cao hói bóng ngon hình cứ mê rằm thác cột đuôi mạng dây đuôi dây nhóm á hay bật can đôi cứ một quát can tuyệt độ nhiều món về để cột cao sọ dừng tới khơi mong phôi này khơi nông vịt ấu ấy đôi khi nó bật bật mong đôi mong nè ngay cột phồng dây một nhôm riêng sờ bài nè ngay hay miếng riêng ấy có nhôm trang quát đăng đài để xa ra về để cột đăng tới mình đi cha rụp na đăng tới chơi bạ chặt chẽ nè nè ngay lại cột bạn hại sọc sờ bài ấy tập bật tới cột mình thời cao thế để nhôm mình chẳng cứ cột bạn bón sơn thay cột chia cột nâng cao chẳng nghe nè xa thuộc con xôm chun bao ở mạng chia chỉ riêng là hồn nằm mà nè bye bye.